Chỉ còn ít ngày nữa học sinh cả nước chính thức bước vào năm học mới. Hiện nay tại huyện Triệu Sơn, các trường học đang tập trung đầu tư sửa chữa, xây mới, bổ sung trang thiết bị phục vụ tốt cho công tác dạy và học để năm học 2024-2025 được diễn ra thuận lợi, đạt kết quả cao. Để đáp ứng chỉ tiêu giáo dục trong xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao và chuẩn bị cho năm học mới 2024-2025, huyện Triệu Sơn đã đầu tư gần 32 tỷ đồng để xây dựng trường chuẩn quốc gia và thực hiện công tác chuyển đổi số giáo dục tăng cường trang thiết bị công nghệ thông tin cho các trường học. Đến nay, toàn huyện đã có 106 trên 108 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 98,1%. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện Triệu Sơn vẫn còn một số trường học đang gặp khó khăn về nguồn vốn đầu tư, khuôn viên nhỏ hẹp, khó cải tạo, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng dạy và học. Để đảm bảo về yêu cầu của ngành học, về về diện tích và khuôn viên của nhà trường thì nhà trường cũng rất mong muốn là được sự quan tâm của các cấp các ngành lãnh đạo địa phương của như cũng như của huyện và của các cấp trên sẽ dồn nhà trường từ hai điểm trường về một khu trung tâm theo như quỹ đất của địa phương đã để dành là gần 9.000 mét vuông để cho đảm bảo về yêu cầu của ngành học để chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho năm học mới huyện triệu sơn đang nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để từng bước nâng cao chất lượng dạy và học phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm học mới